bao tiền đấy anh? 넣 vào cái ô đây đủ mà. Ốc đây làm tháo, ốc tháo thôi, thì tháo nắp. Cái này chỉ làm cái hộp vuông vuông thôi anh ạ, bắn bố vào lên đây, không to vào thôi. Tháo nắp bắn vào xong ấn vào, xong chắc. Nhờ. Bắn lên vít rồi. Ờ. Bắn lên vít. Không nó đây để vậy nó cầm nó lồi mẹ mà tí. Ra lấy tô vít này. Chỉ có làm cái thanh ngang. Ngang phải đi mua thiết kế. Con này có cần cài không cần CD gì này? Không. Gửi bảo hành. Nhìn thu con này được nhận thu được không? Nó kiểu cái con letter ấy, nó không cần CD à? Có cần CD chụp đi. Nhưng mà nhớ thì chụp đi. Mình bóc ra tí lại dán lại là được. Dán mẹ thân cạnh này. Dán lên trước, bên trước à. Ở bên trên này. Đẹp như này thì cái hình chiếc lá này. Thật. Ở chơi. Để tôi biết đấy, xem quan kia nhà. À trộn. À trộn. Ừ. Trộn. Ừ. To quá. Lấy tôi vít bé. Ra đây khoan kim. Khoan này để đâu? Trên xe. Khoan kia bây giờ trên xe có khoan pin. Cần thiết là để mua. Bắn ra.
cầm nó vứt nó lấy đi mất đi cái thất này. Làm một cái vít mà bắn vào đây này, xong ốp nó vào. Đúng không? Làm một chân ở đây này, hoặc là chân ở giữa này này, chắc. Trên. Nhưng mà này em sẽ để nó dính vào đây này. Trên đây này. Ngoài thì dưới, bắn hai phát vào đây chắc. Hay là bóc cái đấy, cho nó lên mặt trước này này. Xong mình thích làm gì thì làm. Bóc đi mất. Không thể lấy băng dính trắng dán lên chứ. Cả đó. Xử lý bằng máy tính. Lấy khoan đi, nhìn khoan đây. Lấy khoan ra. Mình biết đấy. Bật lửa hay là
đốt và cái sắt. Nó cũng đã chạy này. Đốt đồ. Quay quá. Không có đầu bắn đi. Nhật bãi. Nhật bãi. Bắn đi. Mua đâu rẻ thôi. Mua trên mạng. Ở đấy là lắp con antenna anh? Lắp con góc bên kia à? Không, con hả? Không con. Con không. À tức là mỗi một đường được 2 con à? Thế là được thành 4 con cơ. Đủ ma nhỉ. Một đường được 2 con. Một đường được 2 con. Nhựa ấy lắm. Và anh ơi, em từng trách anh. Cuộc tình nào rồi còn mai đây? Đón xe lấy hàng của anh Thủy gửi lên thế này. Dạ. Ra đón em cái đồ của xe buýt đã. Sắp đến cho anh. Đến bệnh viện rồi. Chút nữa đây, cắm lại nha. Đây như được đấy.
tiền anh?